Úc Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay trời nắng nóng lắm cả nhà. Úc Nhi sẽ đi lặt dài cái lá cải ăn cả nhà. Và những cái này nè cả nhà, nó bị lên nó cao nhộng và nó ra bông luôn đó chứ. Bởi vì bây giờ Úc Nhi sẽ lặt bớt những cái lá Úc Nhi ăn loại nhiêu là để cho ra bông đẹp để ngắm vậy thôi cả nhà ơi. Chứ bây giờ là nó xong rồi, qua mùa rồi. Quả Úc Nhi thấy cũng còn ngon lắm mà sao mà mau quá trời mau. Thì Úc Nhi bước những cũng như tước những cái bẹ này nè cả nhà, bẹ dưới này nè, rồi chừa cái cây cao nhồng lên vậy thôi, cừa cho nó lên bông vậy thôi, cho nhìn nắng cho đẹp vậy thôi. Chứ cải này đẹp như tước cái dưới này ha, lên mấy cái lá này mình ăn nó non quá trời non mà sao mà nó ra bông mà mình cũng chẳng hiểu nó cái nào, sao nó mau quá ta mới để nó cao nhồng như đó cả nhà, mới mưa có mấy bữa à. Mua mấy bữa mà giờ nó cao lên, nó sờ cao luôn rồi, mà nó ra bông luôn rồi. Bữa nay bây giờ mà tranh thủ mình ăn luôn. Hồi bữa nay trời nắng đẹp lắm nha cả nhà. Nắng chang chang lên nè. Trời ơi, cái lá này nó bự chả lửa bê luôn. Nè, nó rất là ngon nha cả nhà. Nó xanh tươi nó ngon không? Mà không mất như ăn với Lena ăn, Lena cũng ăn được, cũng ngon lắm. Hồi nãy cũng đem cả nhà lại, đem cả nhà xuống dưới thấp đây là cho cả nhà mình nhìn nó như là hả, tước những cái lá này là đó, nó ngon ghê không? Cũng như tước những cái lá này hả, ăn, ăn bánh xèo. Còn mấy cái lá này nó hơi sâu, cũng tước nó luôn nữa ta. Tước bỏ nó luôn nè. Sâu nó ăn hay là cái con gì đó ta? Cái con ốc á cả nhà, nó mưa mấy bữa cái nó rồi nó ăn nè, giống như sẽ tước ngắn ngủn vậy luôn, tước cho nó hết lá luôn. Mấy cái cải tím tím này cũng ra bông hết, sao nó mau ra bông quá, mới mưa có một hai bữa là nó ra bông hết rồi cả nhà, là ngon không, rất là ngon nha cả nhà. Cũng như bây giờ như tước nó xong như chừa lại cho nó có vài lá ở trên đó, cái bắt đầu nó có bông này đẹp cả nhà. Bông này không biết mưa mốt đụng xuống rồi lên lại chắc cũng không có tốt hết. Cái cọng cải nó ốm quá cả nhà. Thường thường mình lấy giống á, mình lấy cái cọng cải bự á, nó ấy hơn cả nhà, nó tốt hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà bây giờ mình cứ để đại lên cho nó rụng bông vậy đi. Lên được thì lên ha. Cái này nó ngoái cũng tự lên lại thôi. Nó ngoái rụng á, nó tự lên lại thôi. Bây giờ mình cũng để giống vậy luôn. Ngon lắm. Lặt cái này mà như mà lặt hết cái bụi đây là nhiều lắm á cả nhà. Đây nè. Đó. Mê luôn. Cái này cũng còn chừa lại mấy cái cây này cho ra bông á. Rồi cái cũng lặt cho con kia nó ăn đó cả nhà. Ra đây mà ngồi chơi và nó con kia nó hả ăn, lặt nó ăn. Mình lặt mình đưa nó ăn nha cái này, chứ nó không có loại mà nó tự lấy ăn đâu nha. Tiền ngon nha anh ơi. Cái nào cái lá ở dưới của nó hơi xấu xí quá thì tôi bỏ nó. Còn mấy mà ấy mình ăn được á là mình lấy mình ăn. Không như hả, lặt cái này cũng như ham vậy chứ mà cũng đâu có ăn hết nổi đâu. Nói trời nắng đẹp lạnh như là muốn mưa đó cả nhà ơi. Gió quá à. Mấy cái cây, mấy cái dây đó của nhiều lúc nhưng nó sụt sẹt á cả nhà. Chưa kịp lặt mấy lá là đã gió dữ tận nữa rồi. Trong đây là cái nhà. Nó rất là ngon, cái này nó hơi bị cái con ấy bỏ nha. Cái lá bự quá. Đây nè, đó. Lá bự rồi. Đây lá này cũng bự, mấy lá này cũng bự. Mấy lá này ăn ngon lắm. Ăn mà mình cuốn gỏi cuốn mình ăn cũng rất là ngon luôn cả nhà, không cần ăn bánh xèo nha. Bữa như cuốn ăn ngon lắm. Cái mỗi lần mà mình lặt lá là mình thích lắm cả nhà ơi. Mình thu hoạch đó. Mê luôn đó. Ăn rõ nhiều. Chồng mà mình vui, mà mình thu hoạch là mình thích. Đây còn lá bự nè. Cái bự lắm. Cái này giống như mình đi hái dâu vậy các bạn, mình phải bươn nó ra, mình nặng trong
giật nó ra. Em thôi là nó bị che hết trơn không thấy. Rồi, mới thấy gió âm u vậy chứ mà nắng lên nữa cả nhà. Gió âm u nhưng mà xong rồi bay đi mất rồi, giờ nắng lên tiếp. Đỡ, chứ đang lật lá ở đây mà mưa là chạy nữa mấy. Cây ở trong đây này nó đã quá, cây đá nó bự nè. Nó bự. Lá này nó bự nè, nó bự chà bá vậy đó. Nó dưới đây của nó nè, dưới đây nó mà bự vậy nè, để người ta muối dưa cả nhà. Người có được cây đó, mọi người nó cũng ấy là nó về cao rồi nè, cũng có bông mà. Thường thường là người ta là toàn là người ta trồng lên vậy không á. Mọi người thì có một cây đó thôi, có được mấy lá đó thôi. Ôi ôi, là cái nhà đây nè. Cây này nè, cái nhà đã chưa? Cây này đã chưa? Đó, bự vậy đó. Nhìn thấy mê không? Nhưng mà nó cũng muốn lên bông luôn rồi cả nhà. Hay là như ngắt ngang nó đây ta. Thấy đã quá. Mà ngắt ngang đây thì nó cũng bị lên bông rồi chứ hả? Nó đâu có ra bẹ nào nữa đâu hả ta? Nó đâu có ra bông chưa? Nó chưa ra bông cả nhà. Mình sẽ ngắt ngang nó đây nha. Ngắt ngang trên đọt nó vậy nè. Đó, rồi xong. Chỗ này chỗ ba bông nè. Ngắt ngang nó này. Cây này nó nằm ở đây. Nó lung lên lủng lủng mà nó không có đất mà nó cũng bự, dễ sợ bự nha cả nhà. Nó lúc lắc nè cả nhà. Ngon không? Cây này nó tước mấy cái lá dưới đây nè. Ủa, này là cải con bà đó. Người ta mới làm cải muối dưa đó cả nhà. Lá nè. Để cho phải lửa vậy nè. Ủa, đã chưa? Cái lá cải đã chưa? Hai cái lá cải đã chưa? Đó. Tức nó gục vậy đó cả nhà. Đây còn lá này cũng bự quá nè. Tức luôn. Đã tiếp luôn cái lá này luôn nha cả nhà. Cứ con cây mà một đống lá này đó, đã rồi sao đã. Cái này nó sâu rồi, sâu rồi dục. Nào không sâu thì mình lấy lại. Để nó rồi sẽ sôi chút. Ủa, cái này cũng đã luôn nè. Sâu nó ăn cũng lỗ cũng như vậy nha. Làm gì mà ăn hết nổi gỗ đó cả nhà. Tạm thời như đây cả nhà. Nhiều quá rồi. Năm nay làm như là cũng như bị không có tí tô nữa cả nhà. Bị mất tí tô hết rồi. Là tại vì cũng như cứ bươi lên gì đó, giống như là cũng như đào xới nó lên tầm năm ta la đất đó cả nhà. Nên năm nay cũng không có thấy tí tô nó ra gì trơn trời á. Chứ mỗi năm là nó lên đầy, lên kẻ gạch luôn cả nhà. Mà năm nay là cũng như chỉ thấy có một cây duy nhất đây. Một cây tí tô duy nhất ở đây. Đó. Chứ thường thường là lên đầy kẻ gạch hết trơn à. Năm nay sao kỳ ta có một cây à. Chứ cũng như đào xới nó nhiều quá rồi. Bây giờ hạt của nó mất tiêu, chìm đâu đất mất luôn rồi cả nhà. Bởi vì trồng tí tô á, mà mình mà cho nó rụng bông xuống rồi á, là cái đất đó mình phải để yên. Chứ mình mà ha, đào xới nó nhiều quá là nó sẽ không lên luôn á cả nhà.
hy vọng mai mốt nó sẽ lên nó ở chỗ nào nữa không nha. Chứ đây mà cũng như thấy cây này mà nó bự vậy rồi nè, mà những chỗ khác không có thấy chỗ nào có cây nào hết trơn á. Có một cây duy nhất như vậy thôi à, là không có đúng cả nhà ơi, là coi như là cũng như bị mất hết tí tô rồi đó. Bây giờ cũng như phải lục sạn, cũng như còn mấy cái hạt giống tí tô á, cũng như gửi nó xuống, chứ bây giờ là không thấy rồi. Tại vì đào xới người ta quá rồi, bây giờ nó không có lên được, mất rồi, không thấy nữa rồi. Thường thường ngay chỗ này cũng như nè, ôi ơi, thường thường ngay chỗ này là nó lên đầy cái kẻ gạch hết trơn luôn á cả nhà, mà không thấy, mà trên đây cũng không thấy luôn, ngộ ghê ha. Năm nay là tí tô này là coi như là xong rồi đó, là không có tí tô rồi đó, không có được làm triệu phú tí tô nữa rồi. Chứ mấy năm trước cũng như toàn là hả, nấu nước uống, nấu làm trà luôn á, làm tí tô khô, làm trà tí tô khô luôn á cả nhà. Mà sao năm nay cũng như không thấy cây nào hết trơn á, có một cây đó là duy nhất thôi. Đây nè cả nhà coi nè, cũng như cứ lấy đất quân tới quân lui tùm lum la. Cái này là cái xà lách son á cả nhà, cây là cây xà lách son nè. Cũng như cứ bứng hốt đất đổ qua đây, hốt đất đổ qua kia, đổ riết rồi bây giờ nó hết trơn tí tô luôn rồi. Đây là xà lách son đây nữa nè cả nhà. Nè, đó, cứ đào xới nhiều quá rồi bây giờ đất nó lộn xộn xì ngầu, tí tô nó không lên luôn. Nhưng mà thường thường là nó lên mấy cái kẻ gạch này dữ tợn luôn nha, mà bây giờ cũng không luôn đó cả nhà, mất hết rồi. Coi như là năm nay là không có tí tô á, chứ thường thường cỡ này là nó lên dữ tợn lắm. Hồi nãy cái cây đó cũng như là vậy, là nó bự vậy là nó phải có mấy chỗ khác chứ, mà mấy chỗ khác này nó không có gì chân cả nhà ơi. Mấy chỗ này nó không có tí tô, không có tí tiết gì chân trời vậy ta. Úc Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Úc Như. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống.